Chào mừng các bạn đã quay trở lại một video nữa của DioMio. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 2 của series Hồ sơ sinh học thế giới game do bạn Blackwood viết kịch bản. Và như các bạn đọc tiêu đề đã biết rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một loài sinh vật ở trong một tựa game có thể được coi là biểu tượng cho dòng game bắn súng. Đó chính là Half-Life. Và loài sinh vật mà chúng ta sẽ nói đến ở đây chính là Headcrab. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nhé. Đầu tiên hãy cùng nói sơ qua một chút về tổng quan về loài sinh vật này. Thì nó là một dạng sinh vật sống được coi là thù địch đáng nhớ nhất ở trong dòng game nổi tiếng của Valve là Half-Life 1 và Half-Life 2. Ở trong cả hai bản game thì chúng đóng vai trò là kẻ thù chính bên cạnh lực lượng Combine ngoài hành tinh chiếm đóng trái đất sau cuộc chiến 7 giờ. Chúng đồng thời chịu trách nhiệm sự tồn tại của toàn bộ những kẻ thù được gọi là zombie ở trong tựa game xuyên suốt chặng đường kéo dài từ bản 1 cho đến bản 2. Và đó chỉ là những thông tin rất cơ bản về loài sinh vật này mà thôi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về loài sinh vật đáng sợ này. Ở trong tựa game Half-Life, khi sự kiện tại cơ sở Black Mesa xảy ra dẫn đến cơn bão Portal càn quét trái đất đã đánh động lực lượng Combine đến xâm chiếm và thôn tính trái đất sau cuộc chiến 7 giờ. Headcrab bắt đầu xuất hiện tại khắp mọi nơi và mọi ngõ ngách trên thế giới, trở thành một cái gai khó nhổ mà không thể nào không gặp mặt ở trong hành trình giải cứu City 17 hay là cả thế giới của tiến sĩ Freeman. Headcrab được coi là một loài ký sinh ăn bám, nhưng thay vì sống ăn bám vào hệ dinh dưỡng hay là tiêu hóa của vật chủ như những loài ký sinh thông thường khác ở trên trái đất, thì chúng ký sinh trực tiếp vào hệ thần kinh của vật chủ và biến đổi nạn nhân trở thành một dạng sống mới mà ta thường gọi chung là zombie. Headcrab không có giới tính hay cơ quan sinh sản, chúng cũng không có tính quần thể hay tính liên kết hay bất kỳ cấu trúc xã hội nào. Mục tiêu duy nhất cho sự tồn tại của chúng là sinh sản, ký sinh và tiến hóa. Headcrab chỉ có thể được sinh ra từ những sinh vật sống khổng lồ gọi là Gonarch. Nó chính là những Headcrab nhưng đã tiến hóa ở dạng hoàn chỉnh để trở thành những cỗ máy sinh học sản xuất Headcrab di động khổng lồ trên hành tinh Gen. Về mặt giải phẫu thì Headcrab là những sinh vật ký sinh có kích cỡ rất lớn so với những loài ký sinh trái đất, với kích cỡ trung bình chỉ bằng một nửa trái bóng đá. Da của chúng rất nhẵn và có màu sắc khác nhau để phân biệt giữa các loài khác nhau mà tí chúng ta sẽ nói đến sau. Chúng di chuyển bằng 4 chi và 2 khớp chi có thể thấy rõ. Tốc độ di chuyển không cao nhưng lại có thể nhảy cao được 3-5m với mọi phương hướng. Thừa sức để chộp lấy đầu của mọi mục tiêu là con người hay lính Combine mà chúng nhắm tới. Khi xuất hiện lần đầu tại cơ sở Black Mesa, Headcrab có tới 3 mắt, có thể quét góc nhìn rộng lên tới 120 độ. Chúng thậm chí có khả năng đào hang ẩn nấp và sử dụng hang ổ để làm nơi phục kích con mồi không may bước qua. Tuy nhiên, sang cho tựa game Half-Life 2, 20 năm sau sự kiện tại Black Mesa, khi lực lượng Combine đã thôn tính loài người, thì Headcrab lúc này không còn các cơ quan bên ngoài như là mắt nữa, cho thấy chúng đã thoái hóa hoặc cũng có thể là tiến hóa chăng? Do chuyển sang một môi trường sống ngoài hành tinh mới hoàn toàn khác với những gì ở trên hành tinh của chúng. Mặc dù không có mắt, nhưng chúng vẫn có khả năng xác định được vị trí con mồi một cách chính xác. Ở phía thân bụng dưới của chúng, ban đầu chúng ta thể thấy rõ được nội tạng của con quái vật này như ở trong phần 1. Tuy nhiên, sang đến phần 2 thì chúng đã tiến hóa và biến khoang bụng này trở thành một nơi mà có vẻ như là trống rỗng và không có quan nội tạng. Thay vào đó, ẩn dấu bên trong là một hàm răng cực kỳ lớn để ăn hay là bám ký sinh lên con mồi. Bên trong cái được gọi là hàm này còn có một cái mỏ lết ẩn dấu kỹ bên trong dùng để mở nắp hộp sọ con mồi. Ngoài ra thì chúng cũng có một số cơ quan nội tạng quan trọng và một vài bộ phận có chức năng ký sinh, mặc dù vậy thì không ai rõ cái hoạt động của nó như thế nào và mục đích của nó chính xác dùng để làm gì trước và sau khi chúng đã ký sinh thành công lên não của nạn nhân mà chúng ta sẽ nói đến sau. Và đặc điểm cuối cùng mà mình muốn nói đến phần giải phẫu của Headcrab đó chính là khi mà chúng bị chịu tổn thương thì chúng sẽ phát ra những tiếng kêu rít cho thấy chúng rõ ràng có cảm nhận được sự đau đớn và có thanh quản ở trong cơ thể. Và đó là toàn bộ những gì về phần giải phẫu của con quái vật này. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những chủng loài của Headcrab. Ở trên trái đất, nếu nói cụ thể hơn, ít nhất là trong hành trình tại City 17 của tiến sĩ Freeman thì có 3 chủng loại Headcrab khác nhau đã được bắt gặp. Đầu tiên, Headcrab hay đầy đủ là Standard Headcrab. Chúng là những con Headcrab đầu tiên xuất hiện sau sự kiện Black Mesa khi cổng không gian vô tình bị mở ra trên trái đất và hành tinh Gen. Ngay lập tức, đám Headcrab này đã nhanh chóng tấn công những nhà nghiên cứu và lính an ninh tại đó, biến họ trở thành những con zombie, chóng vánh trước sự bất ngờ của con người sau tai nạn đó. Loại thứ hai đó chính là Fast Headcrab. Chúng thường xuất hiện kèm với các Fast Zombie. Theo logic của game thì chúng là những Headcrab bình thường đã tiến hóa sau khi đã ký sinh ở vật chủ một thời gian dài và đã biến đổi nạn nhân 100%. Nhờ vậy, chúng có tỷ lệ sống sót cao hơn hẳn so với cả những Headcrab thường. Khi mà thân chủ của chúng đã ký sinh chịu tổn thương nghiêm trọng tới mức không thể điều khiển được nữa thì chúng sẽ nhả cơ thể đó ra và tiếp tục tìm kiếm nạn nhân khác để ký sinh tiếp. Tuy nhiên, cũng không rõ là liệu đám Fast Headcrab này có thể là được tạo ra nhờ sự đột biến các Headcrab thường hay không.
Nhưng chắc chắn một điều rằng bọn này nguy hiểm và đáng sợ hơn Headcrab thường rất nhiều bởi sự nhanh nhẹn, cơ động, vóc dáng nhỏ gọn của chúng. Và là cuối cùng chúng ta phải nói đến, đó chính là Poison Headcrab. Đây là chủng Headcrab duy nhất có trí thông minh trong cả đám. Chúng biết cách rút lui ngay khi thực hiện ký sinh thất bại và biết cách rút chạy, lần trốn khi bị thương. Đúng như tên gọi, chúng có khả năng sử dụng chất độc của chúng để làm máu cho người chơi hay là Freeman giảm ngay lập tức chỉ còn một máu. Thậm chí có một số bản mod của game đã tăng cường sức mạnh cho chúng tới mức chúng có thể giết người chơi chỉ với một hit. Poison Crab biến vật chủ thành Poison Zombie. Loại zombie này có đòn tấn công cũng sẽ khiến cho Freeman tụt máu thẳng xuống 1. Những con zombie có độc này còn có sử dụng một cách khác phục vụ cho Headcrab, đó chính là chúng có thể ném thẳng con Headcrab vào mục tiêu nào chúng muốn ký sinh để giảm nguy hiểm khi di chuyển cũng như kết thúc mục tiêu một cách nhanh gọn hơn. Đó là về các chủng loài Headcrab. Còn khi Headcrab đã ký sinh những sinh vật sống thì sẽ tạo ra những con zombie như thế nào? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói đến. Một khi Headcrab đã tiếp cận được nạn nhân, chúng sẽ lập tức tiến hành công việc ký sinh lên mục tiêu đó, che phủ hoàn toàn đầu của nạn nhân vào trong bụng của chúng và bắt đầu một cuộc giải phẫu hộp sọ của nạn nhân bằng một cái mỏ lết chết người bên trong. Như đã nói, Headcrab sống ký sinh với hệ thần kinh của vật chủ, mà ở đây là cơ quan chỉ huy của cơ thể hay là não bộ. Chỉ sau một cú nhảy vồ cắp được trúng đầu nạn nhân, chúng sẽ dùng bốn chi bám chặt vào cơ thể nạn nhân, cùng với bộ hàm răng cắn bám vào vùng da đầu tiếp xúc với nạn nhân, tạo thành môi trường chân không và tạo nên một áp suất không khí cực lớn mà chắc chắn sức người sẽ không thể nào tự tay mà gỡ ra được. Headcrab sử dụng cái mỏ của chúng để đục một lỗ xuyên qua hộp sọ của nạn nhân để tiếp cận não bộ một cách trực tiếp. Từ đó, chúng thực hiện những kỹ thuật ký sinh chưa rõ lên não bộ của vật chủ, nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát toàn bộ cơ thể nạn nhân và bằng cách nào đó để rồi từ từ hoàn toàn biến đổi các nạn nhân thành các Headcrab zombie. Tất cả đều tiến hành trong khi con quái vật này bằng một cách nào đó vẫn giữ cho nạn nhân tỉnh táo và phải trải nghiệm mọi quá trình biến đổi. Việc chiếm lấy hệ thần kinh và kiểm soát não bộ diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài phút, như chúng ta đã thấy ở trong màn chơi Station 6, mà người chơi sẽ phải đối đầu một loạt tên lửa chứa hũ Headcrab do phe Combine phóng vào. Vật chủ sẽ phải tiếp tục trải qua một quá trình biến đổi phức tạp thông qua những phản ứng hóa sinh học trong chính cơ thể của nạn nhân. Mặc dù có sự khác biệt lớn giữa ba loại Headcrab, nhưng các nạn nhân của chúng đều có sự phát triển dễ thấy nhất là ở bàn tay, tiên tiến về mặt cơ bắp và lớp da bọc khắp cơ thể, xuất hiện một số vết nứt ở giữa ngực nạn nhân và làm lộ các cơ quan nội tạng. Ở mức độ can thiệp sâu hơn thì Headcrab có thể biến nạn nhân thành những dạng sống zombie có khả năng tồn tại cực kỳ cao. Chúng có thể đi lại, ngụp lặn không hề hấn gì trong vùng phóng xạ, sống sót khi mất một nửa dưới cơ thể, chịu được thêm các sát thương nghiêm trọng và kháng lửa rất mạnh. Thực chiến cho thấy Fast Headcrab hay là zombie không có dấu hiệu bị tổn thương lớn và vẫn hoạt động tốt ngay cả khi cơ thể chúng hay là cả vật chủ đang cháy bừng bực ở trong một thời gian đủ dài để buộc Freeman phải bắn hạ chúng như bình thường. Tương tự với quá trình biến đổi não bộ, Headcrab vẫn giữ cho vật chủ của chúng sống xuyên suốt các quá trình biến đổi tiếp theo. Nếu như Headcrab bị giết trong quá trình nó đã hoặc là đang ký sinh hoặc là đang giải phẫu vật chủ thì nạn nhân xấu số tất nhiên cũng sẽ chết theo nó. Những nạn nhân của Headcrab khi chưa bị biến đổi hoàn toàn thành Fast Zombie thì vẫn giữ được nhận thức ở mức độ cao nhưng không còn bất kỳ quyền kiểm soát cơ thể hay bất kỳ chức năng hoạt động nào. Điều kinh khủng hơn nữa là họ vẫn có thể gào khóc, van xin hay cầu cứu sự giúp đỡ bằng ngôn ngữ của loài người, rõ ràng như là cứu hay là lạy Chúa tôi khi họ thấy những người khác chưa bị nhiễm Headcrab. Và đặc biệt, quan trọng hơn nữa là sự nhận thức về mặt tổn thương hay là những đau đớn trên cơ thể vẫn rất là rõ ràng ở trên vật chủ. Và một trường hợp khác nữa, đó chính là nếu như cơ thể mà Headcrab đang ký sinh bị tổn thương quá lớn, chúng sẽ tự tách rời bản thân của cơ thể đó. Đó là khi nếu như mà chúng chưa hoàn toàn biến đổi cả chúng đến nạn nhân thành một cơ thể. Và nếu như không có gì xấu xảy ra, thì chúng sẽ tiếp tục tiến hóa từ Standard Zombie bước sang giai đoạn trưởng thành và rồi trở thành loại mới có tên là Gnome. Với đặc điểm đặc biệt như là có mắt quanh cơ thể, bốn ngón và đặc biệt là sự xuất hiện của một bộ hàm ở giữa ngực. Ở dạng này thì Headcrab đã trở thành một phần không thể tách rời của cơ thể mà nó đang ký sinh. Và về sức mạnh thì Headcrab được sử dụng làm loại vũ khí sinh học. Ở trong phần 2 của tựa game Half-Life thì lực lượng Combine đã tạo ra một phương tiện có tên là Headcrab Cell. Nó giống như một quả tên lửa, bên trong chúng chứa một số Headcrab, cả loại thường lẫn loại Fast. Chúng được bắn thông qua những khu vực mà phe nổi dậy hay là con người đang kiểm soát hay là xảy ra giao tranh với Combine, vừa tạo ra hoảng loạn bên trong nội bộ địch mà vừa tiêu hao cũng như đồng thời tạo nên những kẻ địch zombie ngay trong lòng quân thù. Tuy nhiên, cũng đã có những trường hợp Headcrab lạc đường và những thành viên thuộc lượng Combine khi bị nhiễm con Headcrab thì được gọi là Zombine. Vậy là chúng ta đã đi cùng nhau với rất nhiều đặc điểm cũng như đặc tính của loài sinh vật này. Câu hỏi cuối cùng vẫn như thường lệ là làm thế nào có thể đối phó được với Headcrab? Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đến từng loại sinh vật một. Đầu tiên, với Headcrab thường, ưu tiên chạy. Headcrab ở dạng này không có khả năng di chuyển tốt và người thường có thể dễ dàng chạy thoát khỏi chúng, trừ Fast Headcrab ra nhé.
Nếu phải tiêu diệt thì ưu tiên vũ khí có sát thương lớn từ xa, tránh chiến đấu trực tiếp với chúng do headcrab này có khả năng nhảy rất cao. Loại headcrab thứ hai là fast headcrab. Khi gặp loại này thì cần phải cực kỳ cảnh giác, chạy khỏi chúng sẽ là một thử thách rất lớn vì chúng có một tốc độ rất nhanh và không đáng để rủi ro bản thân. Chính vì vậy thì việc trốn khỏi chúng tại những môi trường rộng và phức tạp hay là sử dụng súng để bắn hạ chúng sẽ tương đối là khó khăn vì chúng cực kỳ là linh hoạt và nhanh nhạy. Nên giải pháp duy nhất, mặc dù có vẻ như không hiệu quả lắm nhưng là tốt nhất rồi, đó chính là trang bị cho mình một vũ khí cận chiến để có thể phòng thân. Và cuối cùng, với Poison Headcrab, chúng thường không thích đi lẻ khi không có vật chủ để ký sinh, thế nên khi thấy chúng có nghĩa là khu vực đó cực kỳ nguy hiểm và cần phải tránh xa hết sức. Poison Headcrab cũng có sức chống chịu hơn bình thường đôi chút so với loài kia, nên cần phải lưu ý. Tất nhiên rõ ràng với những loài Headcrab chúng ta đều có thể sử dụng súng đạn để tiêu diệt nó được, nhưng điều này đòi hỏi một kỹ năng cực kỳ cao cũng như là cần phải thật sự chuẩn xác. Đó là về lúc mà Headcrab vẫn chưa trở thành những con zombie. Vậy khi đã biến thành con zombie rồi thì chúng ta phải làm như thế nào? Với zombie thường thì khi mới ký sinh chúng không phải là mối đe dọa quá lớn bởi vì thể trạng của chúng lúc đó rất yếu. Tuy nhiên, nếu như không bắt buộc thì vẫn nên hạn chế tiếp xúc những loài sinh vật này. Thứ hai, sau khi đã trở thành fast zombie, loại này thì đặc biệt nguy hiểm, ưu tiên phải được tiêu diệt từ xa và nếu bắt buộc phải tiêu diệt thì nên mang shotgun để sử dụng chúng nhanh hết sức có thể vì thể lực và sức chống chịu của chúng khác biệt rất lớn so với cả zombie thường. Và loại cuối cùng, Poison Zombie. Tương tự với zombie thường, chúng không cơ động và có phần lề mề hơn nhiều, nhưng bù lại, sức chống chịu của chúng có phần nhỉnh nhất trong cả đám. Với 2 viên shotgun thì chúng ta có thể hạ gục được con Poison Zombie. Và chắc chắn rồi, với loại zombie này thì điểm đặc biệt nhất cần phải ghi nhớ đó chính là phải dè chừng những cú ném Poison Headcrab của chúng. Ưu tiên tiêu diệt chúng đầu tiên khi gặp cả 3 loại zombie cùng lúc. Và vừa rồi thì mình và Blackwood đã mang đến cho các bạn những thông tin về Headcrab, một loài sinh vật có thể coi là rất nổi tiếng ở trong game Half-Life và chắc chắn là rất nhiều bạn đã gặp rồi. Nếu như các bạn thấy thích video này và cảm thấy nó thú vị thì hãy bấm nút like và share nó. Còn nếu như các bạn thấy không thích và cảm thấy nó vớ vẩn thì hãy bấm nút dislike để mình có thể cải thiện ở trong những video kế tiếp. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh DMEO để cùng xem game và chơi phim với bọn mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.